là một cực trong tứ giác tăng trưởng miền Bắc, luôn giữ vững vị trí top 10 về các chỉ số tăng trưởng kinh tế. Thanh Hóa được xem như anh cả của nền kinh tế Bắc Trung Bộ, cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng trong thị trường bất động sản. Với tầm giá hấp dẫn nhất trong tứ giác tăng trưởng miền Bắc, bất động sản Thanh Hóa vẫn còn dư địa tăng giá rất mạnh trong tương lai. Dù trong bối cảnh khó, nhưng thị trường vẫn đang ráo riết tìm kiếm các sản phẩm chất lượng thực, giá trị thực. Bởi lẽ đó, khi thị trường có tín hiệu phục hồi, đây sẽ là khu vực để các nhà đầu tư thông minh lựa chọn cho một chu kỳ mới. Central Riverside là một trong những dự án sáng giá nhất giữa cơn sốt tìm kiếm ấy, đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của các nhà đầu tư cũng như mọi gia đình muốn an cư tận hưởng cuộc sống đẳng cấp có 102 tại miền đất xứ Thanh. Nằm trên đại lộ Nam Sông Mã, trục huyết mạch bậc nhất trong phát triển kinh tế của thành phố Thanh Hóa, kế cận các trụ sở cơ quan hành chính mới của thành phố, đối diện đại đô thị Vinhome Star City và gần sông Mã, Central Riverside tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, ngay trung tâm của trung tâm thành phố. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận tới mọi tiện ích như các sở ban ngành, giáo dục, y tế, giải trí và mua sắm, cùng nhiều tiện ích hiện đại khác. Không những thế, nằm cạnh những dự án chất lượng nhất của thành phố, Central Riverside hứa hẹn là điểm đến của một cộng đồng tri thức mơ ước. Không chỉ mở ra không gian kết nối những cư dân tri thức cùng tận hưởng cuộc sống, mà còn là nơi ươm mầm cho một thế hệ tương lai ưu tú. Chủ đầu tư Taseco Land, một thương hiệu uy tín đã khẳng định chất lượng trong suốt 15 năm qua bằng tất cả tâm huyết kiến tạo nên Central Riverside với chất lượng bàn giao vượt trội được quan tâm tính toán tỉ mỉ cùng kiến trúc tân cổ điển sang trọng trường tồn với thời gian. Minh chứng cho điều này là hàng loạt giải thưởng danh giá được trao tặng. Giải thưởng Top 10 Chủ đầu tư ấn tượng 2023, Top 10 Doanh nghiệp bất động sản triển vọng năm 2024. Đặc biệt, dự án Central Riverside được vinh danh Top 10 Dự án ấn tượng năm 2023. 94 căn shop house thương mại đắt giá với vị trí trên trục đại lộ Nam Sông Mã với 8 làn đường rộng 6-7m là trục đường chính kết nối thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Mỗi căn shop house được thiết kế tinh tế, tối ưu công năng. Mặt tiền tầng 1 và tầng 2 sử dụng vật liệu kính, ốp đá tự nhiên nhập khẩu cao cấp, vừa sang trọng, vừa thể hiện đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. 339 căn nhà phố phía trong được hoàn thiện đẳng cấp, mang đến giá trị khác biệt do tối ưu công năng khi kết hợp giữa nhu cầu ở và kinh doanh của các cư dân. Đây là dòng sản phẩm được các nhà đầu tư thông minh luôn lựa chọn khi đầu tư tại các khu vực phát triển. Tại Central Riverside, 60 căn biệt thự Nguyệt Viên là biểu tượng của sự sang trọng và danh giá. Mỗi căn đều được xây dựng với tiêu chuẩn sang trọng, chọn hướng địa lợi nhân hòa, thiết kế đảm bảo tính riêng tư hiếm có trên thị trường. Sắp tới khi các tòa cao tầng đối diện cùng tuyến đại lộ Nam Sông Mã hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành khu giao thương sầm uất bậc nhất tại thành phố Thanh Hóa. Central Riverside, nơi tạo nên cuộc sống đẳng cấp và tiện nghi không giới hạn. Nơi đây chờ đón những chủ nhân khám phá một không gian sống mới, nơi tinh hoa tri thức và sự sáng tạo gặp gỡ. Central Riverside, chất sống tinh hoa nâng tầm vị thế.